Rồi mình đang thấy là các anh em đang đánh cái nước rút các bạn. Cái nước rút này thường thường là rút dây 80 ha. Rồi xin mời chào quý cô chú các anh chị mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục lại là mình vô ở đội chìa thoát lát. Anh em mới xuống tập một hiệp đầu tiên. Thì theo thông tin mình biết là năm nay đội Gia Nam của chùa Thác Lát thì được tỉnh Bình chọn đi xuống Sóc Trăng để dự cái lễ Festival năm 2022. Và năm nay thì lúc đầu thì tính đội nữ của chùa Thác Lát đi và đội nữ của Cà Nhung, thì bây giờ là quyết định là chỉ có hai đội đi thôi các bạn. Thứ nhất là đội nam thì của chùa Thác Lát, còn đội nữ thì của Cà Nhung. Còn đại diện của tỉnh Kiên Giang đứng với thành phố Sóc Trăng để dự cái đại hội ốc bốc, còn được gọi là cái lễ giải Festival năm 2022. Thì hôm nay là đội Thác Lát tập, hiện tại thì chưa có tập đủ đâu ạ, còn số anh em đi lại sau. Đây là trước cửa chùa Thác Lát các bạn. Mấy anh em lại thì cũng chưa mấy gì đủ không, xe thì đậu lên đây. Cái vàng thì rất thuận tiện cho mấy anh em là ở dưới cặp trước sân chùa thì có cái vàng luôn, có cái dòng sông luôn, cũng rất tiện. Đó, hiện tại thì mấy anh em đang thì cũng có số anh em lại trễ ha, đang cầm dầm xuống. Ở đại diện đại nữ, đại nữ hôm nay không được chơi thì cũng hơi buồn. Cho đều dần để rèn luyện thể lực cho nó dẻo dai. Rồi mình đang thấy là các anh em đang đánh cái nước rút các bạn. Cái nước rút này thường thường là rút dây 80 ha. Hỏi quá chắc hả?
thì anh Thổ Toàn là anh Danh Động, anh là huấn luyện viên của đội nam của Sa. Thì sau khi một cái lấy cút thì anh là huấn luyện viên sẽ cân nhắc làm mấy ngày lót coi về tính ra phải làm thế nào. Rồi tiếp theo mấy anh em chuẩn bị tập cái hiệp hai. Bữa nay ngày thứ mấy anh? Ngày thứ hai. Không có tập ngày thứ mấy á? 7-8 ngày phải không? 7-8 ngày. Ừ, bữa đó em vô là ngày thứ năm mà bữa nay em vắng mặt mấy ngày nay à, 8 ngày rồi. Dạ. Đây là ngày cũng ngày thứ 8 đó các bạn. Bỏ đội nam chùa Thác Lát ha. Cái này là đó, đó. Mình qua bên Sóc Trăng. Một. Anh, quay đây. Này các bạn thấy mày mặt quen thuộc ha. Bi. Ảnh là chuyên môn thôi còn. Nguyên cái đoàn này tầm khoảng 29 người các bạn, 29 người tính từ anh đến người viên ra.
Điều điều thì trong khoảng ví dụ cự ly là 1200m thì lúc khoảng 800m 900m 800m là bắt đầu anh em mới là thổi còi hút các bạn, còi xíu nó cạn coi cái nhiệt còi hút nha. Thì luyện tập trên này này cũng giống như tưởng tượng như là đang bơi một cái ghe ngò dưới sông vậy đó các bạn, cũng có thời gian mỗi một hiệp như là tầm khoảng trên 5 phút 7 phút. Do cái nắng chiều nó gọi trực diện cho nên mình đứng khúc đầu ở trên đó mình quay cho các bạn xem thì nó bị dọa nó, nên mình đứng hướng sau lưng này với bên hông nữa. Qua đây, 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 qua
Về cái sướng cái dầm nè. Cái dầm nó quá dài vậy. Đỡ cái đây. Thử coi. Cái hình mày bà lớn mọi người. Bắt nước. Ai biểu xăm cái hình mày lớn kìa. Rồi bây giờ mấy anh em đang so dầm để chuẩn bị điện tập tiếp. Chuẩn bị nè, cậu ơi. Lại nè. Dạ. Chưa. Ừ. Được lắm, giết lên rồi đó. Chưa, rồi chưa, chạm anh tới đâu. Wait!